bây giờ hàng nữ vẫn giữ nguyên như thế, chỉ có hàng nam thì đổi lại thôi. Siêu mẫu Việt Nam không chỉ là cuộc thi dành cho những thí sinh mong muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp, mà còn là cuộc chiến nghiêm túc với đam mê và thử thách. 60 phút phát sóng không thể nào lột tả được hết những thứ khó khăn mà chúng mình đã phải trải qua. Hà đã tự chọn hình ảnh ma mị của mình để giới thiệu đến khán giả ở tập 1 và Hà đã chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng ở tập 2. Qua những phần bứt phá của mình, Hà lại một lần nữa can đảm từ bỏ hình ảnh ma mị mà mình đã xây dựng qua 2 tập để Hà có thể bứt phá và thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình ở tập 3. Tám thành đi, tám thành cô này, tám thành cô này. Trong những cái phần thử thách thì thực ra là khó khăn rất là nhiều, nhưng mà sau cái khó khăn đó là những cái bài học rất là quý giá và em đã lớn lên từng ngày. Để cho chúng ta công bằng thực sự với cái phần thể hiện của team huấn luyện viên Kỳ Duyên thì chị Giang bắt buộc phải đưa vào vòng loại 2 thí sinh có phần trình diễn tổng thể không xuất sắc. Thắng là thắng và thua là thua, không thể nào mà đem hai cá nhân ra để làm cho bên kia một sự công bằng. Em cảm thấy rất là khó chịu và cảm thấy không có phục điều đó. Đã ra luật thắng thì sẽ được vào, thì tại sao bây giờ lại lôi hai thí sinh của cái đội thắng vào vòng loại? Đây là cuộc thi, mình cứ sảnh ra một cái là sẽ có người khác vượt mặt, không phải chỉ là riêng đội bên kia mà là ngay cả thí sinh trong đội mình nữa, tại vì là quán quân thì chỉ có một thôi. Bây giờ nếu mà em không cố gắng thì em sẽ nhường lại quyền lợi cho các bạn khác ngay. Khi mà phải vote cho người mà mình chọn á, anh chần chừ rất lâu, anh không biết quyết cho ai. Em nghĩ là em không xứng đáng để vào vòng loại, em cảm thấy không công bằng một chút nào. Khi mọi người thắc mắc em sử dụng cái gì để thuyết phục ban giám khảo thì mọi người hãy theo dõi. Cảm ơn nhà tài trợ chính Hanayuki, nhà đồng tài trợ Oppo và đơn vị hỗ trợ Elite Fitness đã đồng hành cùng chương trình. Sự khi mà đang nghe xong những lời nhận xét của ban giám khảo và sự chứng kiến của Giang với cái sự làm việc của nói đến Kỳ Duyên cũng như là các học trò của Kỳ Duyên, Giang muốn có một cái sự công bằng ở đây và Giang cũng sẽ đưa hai cái bạn thí sinh, cái người mà chưa làm tốt ở trên sàn Thao Bắc ngày hôm đó vào đây. Anh muốn hỏi em là liệu em làm như thế em đã có nghĩ tới cái cảm xúc của thí sinh em chưa, trong khi các bạn đã cố gắng và các bạn là cái đội thắng cuộc mà em lại là cái người chủ quan đưa ra cái quyết định này? Các bạn đã thắng cái này là lần thứ hai, nhưng với cái chiến thắng đầu tiên thì rõ ràng là các bạn ấy chưa tận dụng được cái đấy. Em đang nhìn thấy là các bạn thí sinh của em có một cái sự chủ quan và em không muốn thí sinh của em nghĩ rằng là các bạn ấy làm không tốt các bạn sẽ có thể thắng được. Em muốn biết là thật sự về đây anh có đam mê với nghề không, từ ngay trong đội em còn chưa nhìn thấy cái điều đó. Em nghĩ là sau hôm nay chị Giang đã cho em một bài học rất là đắt giá về cái việc nhút nhát của mình. Các bạn ấy thắng nhưng mà em cũng không nhìn thấy cái sự niềm vui hay cái sự hưng phấn để các bạn tập luyện, và các bạn ấy nên hiểu cái cảm giác ở trong này. Nếu như thực sự các bạn muốn ở lại thì các bạn cũng có thể phải chiến đấu. Đây là một cuộc thi đều có tính công bằng, vì vậy là được chọn hay không được chọn thì đấy là do cái kỹ năng của mình. Bởi vì thực sự ngày hôm nay em nghĩ rằng cả huấn luyện viên Kỳ Duyên và cả huấn luyện viên Minh Giang, hai người ai cũng chiến thắng. Em thì đồng ý với lời hành động của Hương Giang cho hai bạn vào, chị cảm thấy rất hoan nghênh. Đó cũng thể hiện một cái sự tôn trọng của em với huấn luyện viên Kỳ Duyên. Thật sự thì bây giờ tâm trí của mình chỉ có luẩn quẩn về cái việc là năm thí sinh của mình thôi, không thể nào mà suy nghĩ được về hai thí sinh mà chị Hương Giang mang vào trong vòng loại. Thắng thua đối với Duyên không thực sự nó không quá là quan trọng, mà cái quan trọng nhất là những bạn thí sinh của team mình sau cuộc thi này thì các bạn ấy sẽ có được những cái gì. Anh thì nghĩ là cơ hội thì đều dành cho tất cả mọi người, đây là một cái sân chơi mà chúng ta chỉ tìm ra một người chiến thắng thôi, chính vì thế nên là ai không tốt thì đều có thể bị loại hết. Thì anh nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái bài học đắt giá dành cho sự cố gắng của hai em, tôn trọng Giang, bởi vì là biết đâu rằng là cái vị trí của bọn em sẽ dành cho những bạn khác có cái sự thể hiện tốt hơn của đội Kỳ Duyên. Bởi vì là anh thì mong muốn là tìm được cái người tốt nhất cho chương trình. Anh Trần Hùng gật cù từ nãy đến giờ thì chắc là cũng đồng ý đúng không ạ? Đúng rồi, anh cũng đồng ý với ý kiến của anh Hoàng. Rất cảm ơn ban giám khảo đã chấp thuận cho cái chuyện này. Và khi chị đưa các em vào đây là chị cũng đã sẵn sàng nếu như ban giám khảo chọn hai em chứ không phải đội Kỳ Duyên. Ngay bây giờ thì sẽ là sự lựa chọn của ban giám khảo trước ạ. Chắc là trước khi đưa ra sự lựa chọn thì mình nên lắng nghe ý kiến của các em trước. Ngay lúc này các em phải mạnh mẽ lên và các em như những cái luật sư riêng của bản thân mình và biện hộ cho bản thân mình để thuyết phục được ban giám khảo chúng tôi hoàn toàn không xứng đáng bị loại. Thì bây giờ đây chính là cái cơ hội cuối cùng cho các em. Kính thưa ban giám khảo, là người hoàn toàn mới, nhưng mà em nghĩ là qua những cái thời gian tập luyện em cảm thấy mình có một cái lửa nhiều hơn đối với nghề thời trang. Nếu mà có được những cái cơ hội tốt hơn thì em nghĩ là em sẽ cố gắng đến những phút cuối cùng em còn lại ở đây. Ai cũng sẽ nhìn thấy được là em là một thí sinh rất là nổi bật, bởi vì em có một cái chiều cao mà không phải ai cũng có thể có. Nếu em thành công một cuộc thi thì anh nghĩ rằng em sẽ là một nhân tố rất là hot. Nhưng
em phải là người thành công. Còn nếu em không thành công, cái chặng đường người mẫu của em sẽ rất là khó khăn. Nếu em chỉ là một người mẫu tầm trung thôi, thì nhiều khi em đi casting hay là các nhãn hàng mà có sự lựa chọn, họ sẽ không chọn em. Bởi vì với số đo của em đã bị trội quá so với mọi người. Thì riêng em thì từ tập 1, em vẫn chưa tự tin về bản thân mình. Nhưng mà lúc ấy là em có nghe chị Di Băng có nhận xét về em, hãy tự tin về mình, về cả khuôn mặt của mình nữa. Thì em rất cảm ơn chị khi mà nghe được những cái lời nói của chị, hay là những cái lời mà của chị Hương Giang nói với em từ lúc tập luyện. Em đã tích lũy được những cái lời đó, thay đổi bản thân mình và cố gắng tự tin hơn rất là nhiều. Em nghĩ là em vẫn có thể phát triển hơn một số người và em nghĩ là em có khả năng. Thật sự là em chưa được bộc lộ hết. Em nói là em chưa được bộc lộ hết, thì theo em cái nguyên nhân tại sao em không bộc lộ hết điều đó? Bởi vì em chưa thật sự cố gắng trong những vòng qua, hay bởi vì cái sự sắp xếp của huấn luyện viên khiến cho em không thể bộc lộ được cái điều mà em có? Thì thứ nhất là chưa gặp phải thế mạnh của mình. Thứ hai là có thể là em vẫn còn nhút nhát, vào trong vòng loại này bước ra thì em có thể tự tin hơn và em sẽ thay đổi rất là nhiều. Em bắt đầu cái nghề người mẫu rất là muộn, bỏ hết tất cả những công việc em đang làm, em theo đuổi đam mê của em là làm nghề người mẫu. Em chưa từng được đứng trên sân khấu đi cao quốc, chưa từng được mặc đồ thiết kế đẹp. Lần đầu tiên trong cuộc đời em được mặc một bộ đồ thiết kế đẹp như vậy. Em đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Có thể là theo thang điểm của anh chị thì em không hề đạt được, nhưng mà huấn luyện viên của em và chị Kiều Duyên đã nói thế lại, em là từ con số 0 ấy, cố gắng lên được 5-6. Như bản thân em đó, như kiểu là vượt lên được chính mình ấy. Nên là em mong là ban giám khảo cho em thêm một cơ hội để em vượt qua được nỗi sợ hãi của mình và theo đuổi tiếp được đam mê. Và quan trọng là em muốn chiến đấu tiếp, chiến đấu đến cùng ấy. Em nói là em muốn ban giám khảo cho em một cơ hội để em tiếp tục chiến đấu, để em không bỏ cuộc. Vậy nếu như người phải rời cuộc chơi hôm nay là em, thì em có bỏ cuộc không? Em có tiếp tục chiến đấu không? Tất nhiên là có rồi ạ. Nếu mà em thực sự cố gắng, không thể làm siêu mẫu được, thì em có thể có rất là nhiều cái có thể liên quan đến thời trang được và người mẫu được. Tiên Mỹ, theo em lý do tại sao hôm nay em lại đứng ở đây? Lúc đầu á là thật sự em không có phục kết quả, nhưng mà từ khi mà chị Hương Giang đưa hai bạn thí sinh vào đây á là em cảm thấy công bằng. Mang giày của nhà thiết kế là nó nhỏ size hơn so với chân tụi em. Em không có muốn vì cái mình đi chắc chân mà mình mang đôi giày của mình nó không phù hợp với cái bộ đồ. Kệ mình đau chân nhưng mà mình hoàn thành tốt để không ảnh hưởng tất cả mọi người. Tại sao em chọn đôi giày của mình mà lại chọn đôi giày của nhà thiết kế? Là tại vì đôi giày của em á là nó màu đen, mà cái bộ đồ của nhà thiết kế là nó lại trong suốt, thì nó nhìn xuyên qua được á. Nên là cái mang cái đôi giày đó thật sự nó không có đẹp cái bộ đồ. Em cũng cố gắng đổi giày nhưng mà không có được, nên em cũng đi. Nghĩ là em đi thi em chỉ mang một đôi giày màu đen vậy thôi. Tất cả màu đều màu đen. Tại vì cái em đem nhiều đồ vào á, nên là đây. Em đừng nói em đem nhiều đồ, em phải biết cái gì quan trọng nhất cho cái phần thi hôm đó của em. Có thể em vứt bỏ một số cái đồ đạt không quan trọng, nhưng mà đôi giày của em chắc chắn em phải đem chứ. Dạ thì em không có nghĩ là giờ đây mình sẽ cần cái màu như vậy, nên em cũng cầm theo. Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, là em nghĩ là cái tố chất của em như thế nào so với các bạn để mà mọi người có thể giữ em lại ở trong cái chương trình lần này, thì em có thể nói rõ cái phần đấy ra cho anh. Em đi không có được tốt, nhưng mà qua một đêm thì em đã đi khác, mọi người lúc đó chắc là cũng sẽ thấy. Nên em nghĩ là một đêm em có thể làm được như vậy, thì ngày hôm sau em vẫn có thể làm tốt hơn như vậy. Lý do tại sao ban giám khảo phải giữ em lại? Khi em đến tham gia cuộc thi siêu mẫu 2018 này, em thật sự nghiêm túc dành công sức, thời gian, tất cả mọi thứ để làm tốt nhất trong cái cuộc thi này. Thật ra em đã làm rất tốt và được Kỳ Duyên và tất cả các bạn trong cái team của em được khen. Bởi sao em lại ở đây? Và em không hiểu vì sao với cái bạn đưa em vào đây. Thì em hiểu cảm xúc của mấy bạn, bởi vì mấy bạn cũng lực bất tòng tâm để mà ghi những cái năm người trong đó, thì em muốn nhắn gửi với mấy bạn rằng là mấy bạn bên ngoài xưng chị em, mà bên trong mấy bạn mình buồn quá. Huấn luyện viên được phép thay hai người đúng không? Em nghĩ tại sao Kỳ Duyên không thay em? Vậy thì chị phải hỏi chị Kỳ Duyên. Nhưng mà bạn nói đang làm tốt đúng không? Dạ, với tất cả các bạn đều nói như vậy.
Dạ, em thật sự nghiêm túc, không phải là quá nổi trội hơn tất cả các bạn thí sinh, nhưng mà em sự cần cù và chịu khó. Chúng ta có thể chúng ta nhìn được cái sự cố gắng và cái sự tiến bộ của bạn qua từng tập. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết không thể nào mà đưa những người mà từ bắt đầu con số 0 lên thành những người 9-10 chỉ trong 1-2 ngày được. Về tất cả mọi cái, về catwalk cũng như là về thần thái, rồi về cái bản lĩnh trên sân khấu, đúng là năm bạn đó là năm bạn yếu nhất. Đối với hai bạn của huấn luyện viên Hương Giang á, anh muốn nghe hai bạn nói đầu tiên nhất về cái cảm nhận của các bạn khi mà lại có một cái sự phát sinh khiến hai bạn phải đứng đây như thế này, hai bạn cảm thấy như thế nào? Khi mà em đứng ở đây ạ, thì cảm xúc đầu tiên của em là cũng hơi hụt hẫng và thực sự là bất ngờ. Tuy nhiên thì nếu như để có sự công bằng cho cả hai team thì có lẽ em đứng ở đây cũng là có lý do của mình. Và sau mỗi lần vấp ngã em sẽ đứng lên từ chính nơi mình đã vấp ngã. Em nghĩ em còn cơ hội để đứng lên sau lần vấp ngã này không? Cơ hội em nghĩ là sẽ mở ra cho mỗi người. Thế còn bạn nữ? Nếu như bạn nam nói rằng là cái quyết định này công bằng cho cả hai team thì theo em nghĩ quyết định này có công bằng với em hay không? Em nghĩ là không công bằng. Thì em nghĩ là mình làm cái gì đó nó khác đi. Nên là em đã thay đổi và em đã bàn với bạn nam, nhưng mà em chưa có nói kịp với chị Giang. Tại vì lúc đấy ai cũng lô bô hết, không nghe theo những gì mà huấn luyện viên nói. Và em đã tự ý, thì chị nghĩ đó mới là cái bài học mà em cần rút ra. Và sau này khi em đi làm một người mẫu cũng như vậy. Còn những hành động em nghĩ là nhỏ, nhưng em vô tình em có thể ảnh hưởng đến cái tập thể lớn. Thì đấy là cái bài học vô cùng đắt giá em phải làm. Thôi thì bây giờ ban giám khảo của chúng ta phải đưa ra quyết định cuối cùng rồi ạ. Trước khi đưa ra quyết định ấy, thì anh nghĩ là hai bạn đi về là có thể là hợp lý. Nhưng mà đến lúc mà cả bảy em đứng ở đây, anh nghĩ là có khi cho cả bảy em đi về. Thì thứ nhất là bọn em phải đứng hiên ngang chứ đã, đúng không? Mình phải thể hiện được sự quyết tâm của mình. Mình rất là muốn khóc nhưng mà mình phải mạnh mẽ lên. Đây là cái cơ hội cuối cùng của mình rồi. Đấy mới là cái mà bọn anh muốn thấy ở bọn em, chứng minh được rằng là bọn em xứng đáng để bọn em ở lại. Lần cuối cho các anh thể hiện các em đứng tướng thật, cho nên buông tay ra, không cái gì mà phải nắm tay nhau hết. Ngay cả cái cơ hội mà thập tử nhất sinh này mà tụi em còn không cố gắng được, thì tụi em lấy gì chứng minh cho tụi anh thấy là sau này tụi em sẽ cố gắng khi không còn cái áp lực này nữa? Bọn anh không có thừa sự thương hại dành cho bọn em. Nếu mà giữ các em lại vì sự thương hại thì nghĩ các em cũng nên cần cái vấn đề đó. Mình không thèm, đúng không? Cho ban giám khảo của chúng ta ai sẽ đại diện ạ? Chị hoàn toàn không muốn loại bất kỳ bạn nào hết, nhưng mà bắt buộc phải loại thôi. Thì bây giờ theo cái quan điểm của chị, và chị cũng đã thống nhất với lại các ban giám khảo còn lại, người sẽ phải dừng chân. Các bạn đã làm rất là tốt, đã vượt qua so với những cái giới hạn của bản thân các bạn rất là nhiều rồi. Nhưng mà đúng, trong ban giám khảo thì người ta không có thể nào mà người ta biết được là bạn đó cố gắng bao nhiêu, bạn đó cố gắng như thế nào. Người ta chỉ cần nhìn vào thôi, ai làm tốt hơn là team mình thắng. Người sẽ phải dừng chân. Chính là hình tượng. Sau khi trả lời với ban giám khảo thì anh thấy có ba người nguy hiểm nhất là anh, Tống Thiên Mỹ và Tuyết Trần. Anh chúc cho tất cả các anh em cô team kỳ duyên làm tốt nhất có thể, giành được những vị trí tốt nhất. Em cũng đã cố gắng chuẩn bị tinh thần cho mình nhận với mọi kết quả, nhưng mà cảm thấy rất là hụt hẫng. Em vẫn hy vọng được một cái cơ hội để mình tiếp tục mình cố gắng. Em phải thật sự nổi bật thì em mới có thể đi tiếp được. Còn nếu như em cứ như bây giờ thì em chính là một trở ngại rất là to lớn cho đội của Kỳ Duyên. Bản thân của Cường là một cái người mà Cường không giống như các bạn còn lại. Cường là cái người mà duy chọn. Cường có những cái yếu tố để trở thành một người mà mình có rất là nhiều cơ hội khác. Và mình hãy thực sự suy nghĩ trong đầu là bản thân của mình có đam mê với cái sàn có quốc hay không. Riêng với đội Cường, cái câu trả lời đó cần phải thay đổi những cái gì mà nếu thực sự là nghiêm túc trong cái nghề này. Thí sinh thứ hai sẽ bị loại là ở quyết định của huấn luyện viên Hương Giang. Chào mọi người, mình đi về. Về nhà. Rồi sao rốt cuộc lại là sao? Rốt cuộc lại thì đây, thì có mỗi Phụng vào, mình về. Bởi vì thực sự là ở đấy thì có hai nam thôi, mà nữ của đội Kỳ Duyên đi khá là tốt. Đùa à? Đùa. Điều đấy. Đừng buồn. Không có cái gì. Nói chung là không thi cuộc thi này được thì mình đi thi cuộc thi khác. Hai bạn bước vào và đứng những cái dáng đứng, nói nhỏ, không thuyết phục được một cái gì cả.
phần trình bày của Tiểu Mỹ không thuyết phục. Nếu như không phải cô bé quá ngây thơ, trình bày hết tất cả những yếu điểm của mình ra, đúng không? Và nói ra những cái suy nghĩ nó chưa sẵn sàng để làm người mẫu, thì hai em còn ở lại hay không? Tiểu Mỹ, thực sự cái cuộc thi này đang là một chiếc áo quá rộng với những cái hiểu biết của em. Thậm chí em đi thi đúng không? Cũng không biết phải mang giày gì, cũng chưa biết phải chuẩn bị cái gì. Nó chưa có thể nào mà chinh chiến trên cái cuộc thi quá lớn như thế này. Tại vì để đạt được ngoài cái khả năng nhân tố ra thì người ta còn phải có cái tham vọng cơ. Thì coi như là cái cuộc thi này là cái để mà mình biết được là bản thân một cái khả năng của mình có thể đi được đến đâu. Và luôn nhớ một điều là Duyên sẽ luôn ở bên cạnh, và cần bất cứ giúp đỡ những cái gì thì Duyên sẽ luôn giúp đỡ nha. Ngày hôm nay các em có không bị loại, nhưng các em cũng chẳng trở thành một vị trí nào. Mình xuất phát điểm chậm thì mình phải đi nhanh hơn các bạn khác. Em sẽ chứng minh bằng hành động thôi, còn không cần nói nhiều. Yeah, chị cũng muốn là như thế, là em chứng minh cho chị bằng hành động. Và đến ngày hôm nay thì tất cả mọi người cũng đã hiểu cái cách làm việc của chị, đúng không? Ngày hôm qua em có thể xuất sắc, nhưng hôm sau em có thể vòng loại. Bây giờ chị muốn tất cả các bạn chuẩn bị cho mình một cái diện mạo tốt nhất để vòng sau chúng ta phải thể hiện được cái cá tính của mình. Và team chúng ta có thực sự thắng hay không là ở với các em có nắm giữ những cái vị trí quan trọng trong những bộ sưu tập tin chắc rằng các em sẽ làm được phần sau. Nhưng chị biết em ở trong đội cũng căng thẳng. Cái sự quyết đoán của chị giữ cho tất cả chúng ta an toàn ngày hôm nay. Thôi bây giờ nếu như bạn nào thân thiết với cả các bạn bên mình Duyên thì cũng để sang chia sẻ Tiểu Mỹ với cả Huỳnh Tường. Mọi người ra ôm hai bạn nào, mọi người ra đây. Mấy đứa con gái như vậy thôi, con trai cũng vậy thôi. Bắt đầu. Đối với một người mẫu, vị trí first face và vedette là điều mà họ luôn hướng tới. Tùy vào mỗi bộ sưu tập thì chúng ta sẽ có những tiêu chí lựa chọn khác nhau. Ở trong tập 4 của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những nhà thiết kế sẽ có bộ sưu tập trình diễn trong đêm chung kết. Và mỗi nhà thiết kế sẽ lựa chọn cho mình những gương mặt yêu thích để chọn first face và vedette. Hai vị huấn luyện viên của chúng tôi sẽ lựa chọn ra một gương mặt thêm vào đó để các nhà thiết kế có thể lựa chọn được nhiều hơn. Và ngay bây giờ cho phép Huyền Quỳnh được giới thiệu nhà thiết kế Patrick Phạm, nhà thiết kế Hà Duy, nhà thiết kế Bảo Bảo, và đại diện cho nhà thiết kế Thủy Design House sẽ là hai vị ban giám khảo của chúng ta, chị Di Băng và anh Dược Sĩ Tiến. Huyền Quỳnh rất là mong muốn được biết đó là tiêu chí lựa chọn của những nhà thiết kế. Đối với Patrick, tiêu chí lựa chọn là chiều cao, và theo cái bộ sưu tập Patrick nhiều veston và tuxedo thì tiêu chí đó phải nguyên lực. Còn với anh Hà Duy thì sao? Đối với Duy thì Duy muốn lựa chọn những gương mặt khi mà các bạn kết quả cùng với nhau sẽ có sự tương tác, và các bạn phải thể hiện rất là tốt cái tinh thần của bộ sưu tập đó. Đối với anh, cách diễn sẽ là tốt hơn hay là gương mặt và thần thái của người mẫu sẽ là điều quan trọng hơn? Thần thái sẽ là cái quan trọng, bởi vì thần thái là cái mà sẽ gây được cái sức hút. Một người mẫu có một cái thần thái tốt sẽ làm cái bộ sưu tập trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều. Và còn đối với nhà thiết kế Bảo Bảo ạ? Đối với Bảo thì Bảo sẽ chọn gương mặt là nó phải thuần Việt. Khi mà một người mẫu mặc cái bộ dài lên thì nó phải thể hiện được bản sắc cũng như là con người phụ nữ Việt Nam. Vâng, cảm ơn các anh, và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thi catwalk với 30 thí sinh. Thì Khánh Vân nghĩ là Vân đã làm rất là tốt, nhưng mà Vân chưa chọn được đúng layout cũng như là kiểu tóc phù hợp, chắc là khó có thể lọt vào mắt xanh của các nhà thiết kế.
Facebook của mình thì mình cảm thấy hôm nay mình làm không được tốt lắm. Của Ngân ngày hôm nay thì Ngân cảm thấy là mình đã làm tốt nhất có thể. Và Ngân đã chọn một đôi giày vừa với chân của mình khi mà trình diện, giúp Ngân tự tin hơn trong cái phần thi cấp quốc của Ngân. Phần thi của mình chưa tốt, nhưng với sự cố gắng từ tập 1 đến bây giờ, Yến mong muốn là mình sẽ được lựa chọn làm first face và verdict của một trong những bộ sưu tập của những nhà thiết kế. Người ta có câu là 30 chưa phải là Tết, mùng 1 hát nói chuyện. Thank you.
everybody. I'm so excited to be here today. What do you think about all the models in this competition? I was observing all the models coming around and doing their walks. And I have to say, they're very good. So I think all of you have done a fantastic job in telling them how to conduct themselves like models. However, I still would like to adjust a few things and give them some tips from a former Miss Universe. Thank you so much. Nice to meet you again. Wow, look at your outfit. It's so beautiful. Nice to meet you. Nice to meet you. Hey, Natalie, can you say something with your Vietnamese fans? I would like to say a big thank you to everybody in Vietnam, to all the fans, and I can't wait to come back here time and time again. Good luck to Supermodel Vietnam 2018. I hope that the show continues to be successful and continues to go on for many, many more seasons. Thank you, everybody. Và ngay bây giờ thì những thí sinh được chọn, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần vì các bạn sẽ phải vào vòng casting và thuyết phục nhà thiết kế sẽ lựa chọn các bạn làm Verdes hoặc First Face. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng casting với nhà thiết kế đầu tiên, nhà thiết kế Bảo Bảo đến từ thương hiệu áo dài Bảo Bảo House, với 5 thí sinh được chọn lựa: Vũ Thúy Quỳnh, Lê Thị Ngọc Út, Bùi Thị Thảo Phương, Thu Ngân, Ngọc Bích. Và ngay bây giờ xin mời những câu hỏi đến từ nhà thiết kế Bảo Bảo ạ. Bảo làm bộ sưu tập có cái ý tưởng là lụa, Bảo cho các bạn coi sơ qua thôi, rồi sau đó các bạn sẽ thể hiện cái ưu điểm của các bạn để các bạn giành hai cái vị trí anh cần ha. Bảo có thể nhờ đem cái áo dài qua cho 5 bạn thí sinh xem được không ạ? Đây là một bộ dài, nó có 99%, nó sẽ nằm ở trong cái bộ sưu tập sắp tới của anh. Anh cho các bạn thấy được cái tinh thần của cái bộ dài như thế này và các bạn sẽ thể hiện. Nghe kết quả cuối cùng của nhà thiết kế Bảo Bảo thì Huyền Quỳnh có một chút chia sẻ. Ngày hôm nay chúng tôi thiết kế ra một sàn catwalk như thế này để các nhà thiết kế có thể nhìn thấy hết được những góc mặt, những đường cong và sự phô diễn catwalk của người mẫu, để làm sao quý vị có thể có một cái nhìn tổng quan nhất về những thí sinh. Và chắc hẳn đến bây giờ anh Bảo Bảo đã có kết quả cuối cùng rồi phải không ạ? Thật sự là anh rất cảm ơn các bạn, tất cả các bạn ai cũng thể hiện rất tốt. Anh cũng hơi bị khó lựa chọn một xíu. Bảo đã có Verdes cho Bảo rồi, nhưng bây giờ Bảo có một lựa chọn cái vị trí là First Face. Bảo rất thích Quỳnh, nhưng mà Bảo rất cảm ơn hai huấn luyện viên đã đưa Thu Ngân và Ngọc Bích vào. Thật sự hồi nãy Bảo cũng không có để ý đến Bích. Khi mà Bích xuất hiện ở đây thì Bảo cảm thấy là cô bé này xinh quá, rất phù hợp với anh. Anh sẽ chọn cái vị trí First Face là Quỳnh, nhưng mà anh cũng thích để Bích nữa. Anh muốn hỏi ý người ở đây có thể góp ý cho Bảo là nên chọn cái người nào được không ạ? Dạ, nếu em thì em nghĩ là Hoa với Ngọc ấy ạ. Thường giống như Giang với Duyên ấy, đừng bỏ ai cả cũng tội. First Face mình có thể đi ra cùng lúc hai người được không? Dạ được mà anh, tội đẹp lắm. Ok, như vậy thì Bảo sẽ chọn Quỳnh với Bích làm First Face. Xin cảm ơn các bà Bảo đã chọn em trở thành First Face cho bộ sưu tập của anh. Mình thì cũng cảm thấy rất là hợp khi mà được diễn đôi như thế này. Hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra. Còn cái người màu Verdes ở đây thì Bảo sẽ chọn một người Bảo cảm thấy phù hợp thì Bảo sẽ chọn Úc. May mắn Ngọc được anh Bảo chọn. Còn
bạn sẽ cố gắng hết sức để diễn làm sao cho các hồn màu táo dài của anh Bảo Bảo. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của nhà thiết kế Patrick Phạm với 6 thí sinh Bùi Quỳnh Hoa, Bùi Thị Thảo Phương, Lê Hoàng Minh Tú, Lê Tuấn Anh, Khánh Vân và Mai Anh. Đầu tiên Patrick muốn chúc mừng mấy em đến tập 4 của chương trình Siêu Mẫu. Bây giờ anh muốn thử thách mấy em và đưa mỗi đứa một khúc vải. Mấy em tự sáng tạo, tự tạo một cái trang phục để cho... Làm thế nào để cho mình cảm thấy là đẹp nhất? Đẹp nhất. Thử thách này là Patrick muốn mấy em vừa hiểu biết về thiết kế và về cách workroom. Nói về cái ý tưởng của em đã làm. Em muốn biến cái mảnh vải này thành một cái chân váy. Em nghĩ là em có thể có kỹ năng và có kỹ thuật để làm bung cái chân váy ra nó xòe rất là đẹp. Em đi thử. Là Thảo Phương. Khi mà nhận được cái mảnh vải này thì em thấy cái chất liệu vải nó khá là sang trọng. Thì em đã nghĩ đến việc là mình sẽ để hai cái tà trên tay như này thì thể hiện một cái sự quyền lực. Rất đơn giản, rất sai. Mình có ý kiến xíu được không ạ? Thật sự là hồi nãy Bảo chọn Thảo Phương á, không có sai. Tại vì khi mà Thảo Phương nhận được cái mảnh lụa và Thảo Phương vắt lên như vậy rất phù hợp với những áo dài. Đã không chọn thì thôi, anh đừng nói nữa. Bây giờ sẽ đến bạn Khánh Vân. Dạ, khi mà em được những cái vải lụa rất là đẹp như thế này thì em nghĩ là đã gọi là sáng tạo thì nó phải có cái gì đó đặc biệt. Và em nghĩ là lợi thế của em là đôi chân, nên là em muốn là sẽ thể hiện một cái đôi chân đẹp và một cái bờ vai thật là gợi cảm. Đúng là kiểu La Mã, giống kiểu La Mã. Rồi, thấy đầm đẹp không? Sau cuộc thi này anh có thể mời Khánh Vân về làm nhà đúng thiết kế rồi, riêng, kế riêng thì cô ấy rất là thẩm mỹ đúng không? Thì không chọn vẽ đất mà chọn thiết kế hả? Rồi, tiếp theo thì sẽ là Mai Anh. Khi mà em nhận cái mảnh vải lụa này thì nó khá là dài, cho nên em sẽ muốn làm thành một cái chân váy là nó sẽ ôm bên trong và nó sẽ có hai cái tà bên ngoài như thế này, thì mình sẽ tận dụng được chiều dài của cái mảnh vải lụa. Không ngờ mới giỏi lắm. Các bạn giỏi quá ha. Giỏi thật. Bạn đội bay rất là đẹp mắt này. Và cô ấy rất là biết tận dụng cái mảnh vải cho nó bay lên. Hay thế. Không những đã làm ra rồi còn được còn biết tận dụng nữa, đúng không ạ? Trời ơi. Này kiểu nói đuôi hai bên. Mai Anh rất là cảm ơn Duyên vì đã lựa chọn Mai Anh vào vòng casting cho nhà thiết kế Patrick Phạm. Ngay từ khi bắt đầu mà nghe thấy bốn nhà thiết kế thì Mai Anh cũng đã nghĩ rằng mình sẽ hợp với nhà thiết kế Patrick Phạm. Và Duyên rất là hiểu điều đó nên đã tạo cơ hội cho Mai Anh. Vì vậy nên Mai Anh sẽ cố gắng hết sức thể hiện bản thân mình nhiều nhất. Đến lượt là hai bạn nam trổ tài rồi đấy ạ. Màu hồng nữa chứ. Bây giờ sẽ là Tuấn Anh trước đi. Khi em cầm một miếng vải lụa dài như thế này thì em sẽ liên tưởng đến em sẽ diễn một bộ trang phục, đó là áo măng tô. Trời, với màu hồng mà em nguyên lực được là hay lắm á. Màu hồng quyền lực. Bây giờ sẽ là Minh Tú. Khi em nhận được cái mảnh vải lụa này thì em lại suy nghĩ là mình sẽ làm một cái khăn choàng. À, anh đã có sự lựa chọn ở trong đầu chưa ạ? Về Verdet là Thảo Phương. First face. Nữ là... Quỳnh Hoa. Là First Face. Còn Verdet là Thảo Phương. Thảo Phương. Chúc mừng hai bạn. Anh chọn Tuấn Anh. Tuấn Anh. Là vị trí. Vị trí Verdet. Verdet. Còn First Face Lê Hoàng Minh Tú. Chúc mừng. Chúc mừng bốn bạn. Và công nhận hai đứa em là về thiết kế stylist số 1.
Mấy em mặc rất xinh, mà đối với Patrick chiều cao cũng là rất quan trọng. Về thời trang, siêu mẫu là phải cao. Patrick nói thực tế. Xin cảm ơn 6 bạn. Xin cảm ơn. Và tiếp theo sẽ là sự lựa chọn của nhà thiết kế Thủy Design House với 5 thí sinh Đông Hạ, Xuân Hùng, Lan Anh, Hồng Nguyễn và Thu Hiền. Và bây giờ sẽ là câu hỏi từ phía ban giám khảo đại diện cho nhà thiết kế Thủy Design House dành cho các bạn. Đầu tiên chị chúc mừng 5 bạn đã được chọn. Bây giờ các bạn có thể cho chị hỏi nha, các em suy nghĩ thế nào về cái vị trí First Face và Verdes? Chắc là Xuân Hùng đi, vì em là bạn nam duy nhất mà chị chọn vào vòng này. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Đối với em thì em vẫn chưa một lần nào được trải nghiệm cảm giác First Face và Verdes. Đó cũng là mong ước của em. Em nghĩ thì dù có First Face, Verdes hay là những vị trí bình thường, nếu mà mình vẫn làm tốt, tôn lên được vẻ đẹp của bộ đồ thì điều đó vẫn rất là vui. Cái hôm đầu tiên ở cái vòng mà chọn đội đó, em được cả ban giám khảo cũng đánh giá rất là cao. Nhưng mà từ cái sự đánh giá cao đó mà qua những cái vòng thi vừa rồi á, em hơi làm anh mất lòng tin một tí xíu ở những gì mà anh kỳ vọng cho em ở tập 1. Con người của chúng ta thì luôn hoàn thiện và cố gắng. Em không muốn dậm chân một chỗ. Em muốn mọi người biết là lúc nào em cũng sẽ cố gắng hết mình vì công việc. Nhưng mà anh chưa thấy cái sự cố gắng và sự bứt phá của em. Có lẽ là do một phần là tâm lý. Đồng ý là mình không được đổ lỗi cho bản thân, nhưng mà em nghĩ là một phần là tâm lý em vẫn chưa vững. Anh khó quá. Em thấy bạn rất là tốt rồi. Em cười cái nào. Thấy chưa? Hùng ơi, nếu như mà anh Tiến chưa nhìn thấy cái sự cố gắng của em, đây chính là cái cơ hội để em chứng minh. Nếu như em không tốt, không bao giờ em nằm trong top 5 này. Cho nên là em phải tự tin vào bản thân mình và chị tin là em sẽ làm được. Đối với Thu Hiền, em là thí sinh đứng ở đây không phải do tụi anh chọn vào. Vậy thì em nghĩ cái cơ hội mà em sẽ được tụi anh chọn có cao hay không, và em nghĩ là em sẽ làm gì để em thay đổi được cái suy nghĩ của anh? Thưa ban giám khảo, đối với em, cơ hội là lớn hay nhỏ thì em đều nắm bắt nó đến giây phút cuối cùng. Em đứng đây để được thuyết phục và mong muốn được là mình sẽ là một trong những vị trí quan trọng của bộ sưu tập. Em sẽ trình bày một cái phần trích đoạn nhỏ trong một cái bộ sưu tập của chị Thủy Nguyễn đã từng làm, sẽ trình diễn theo một cái phong cách giống như là mình đang lên đồng ấy ạ. Đi làm chi đã làm khó chị rồi. Phải công bằng đúng không? Phải công bằng đúng không mọi người? Hồng ơi, chị ấn tượng em cái tập đầu tiên chính là một bộ đồ rất là phong cách và cá tính. Em có thể nói gì để thuyết phục chị là em có thể phù hợp với những bộ đồ của chị Thủy Nguyễn không? Theo suy nghĩ, khi là một người mẫu, mình định hình được phong cách cho mình, nhưng mình cũng phải biến hóa được nhiều phong cách khác nhau. Em tin rằng bản thân em không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng, em sẽ thay đổi bản thân mình để có thể phù hợp với bộ sưu tập của chị Thủy Nguyễn. Em có thể kết thúc từ đó lên đây và thể hiện một cái phong cách rất là phù hợp với bộ sưu tập của chị Thủy Nguyễn. Sau khi mà anh xem cái phần trình diễn của Hiền và của Hồng thì bây giờ trong đầu ban giám khảo tụi anh lại có một chút những cái thay đổi về cái nhận định thôi. Còn Lan Anh, em nghĩ tại sao em lại được tụi anh chọn? Đầu tiên là em suy nghĩ chắc chắn là em sẽ có một điểm gì đó phù hợp về khuôn mặt thần thái của em. Em nghĩ là em sẽ thể hiện được những thứ mà nhà thiết kế Thủy Nguyễn cần. Đông Hạ ơi, chắc có lẽ em là cái tên đầu tiên mà anh chị ghi vào cái danh sách ở cái bộ sưu tập này. Cái thần thái, cái gương mặt, vậy thì em có thể cho chị biết em hiểu như thế nào về bộ sưu tập của chị Thủy Nguyễn không? Dạ, theo hiểu biết của em về chị Thủy Nguyễn là chị ấy luôn đề cao những giá trị truyền thống nhưng mà vẫn thêm một những cái nét hiện đại vào cái phong cách diễn của chị ấy, mà giống như là một buổi biểu diễn nghệ thuật. Em cảm thấy là em rất là phù hợp. Ok, chị cảm ơn 5 bạn rất nhiều. Vâng, và bây giờ thì các bạn sẽ được lắng nghe sự lựa chọn của ban giám khảo. Chắc là chị sẽ nói về cái vị trí Verdes trước. Vị trí Verdes thì nó phải có cái gì đó thực sự đặc biệt. Nó như cái linh hồn của cả cái bộ sưu tập rồi. Thì chắc 5 bạn ở đây chỉ có một bạn làm cho chị cảm thấy thỏa được hết những cái yếu tố đó. Chính là Đông Hạ. Ban giám khảo quyết định lựa chọn chị Đông Hà là một quyết định rất là sáng suốt. Tại vì riêng bản thân Thu Huyền nhìn chị Đông Hà thì Thu Huyền thấy rằng là chị Đông Hà sinh ra để diễn bộ sưu tập đấy. Hiện giờ em đang rất là tự hào và về bản thân mình, bởi vì những cố gắng của em từ đầu chương trình đến giờ là bây giờ đã có kết quả. Tuy chưa từng diễn cho nhà thiết kế Thủy Nguyễn, nhưng em cũng đã có mặt trong những show diễn có nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Nhưng em vẫn nắm bắt được tinh thần của bộ sưu tập.
Ngay từ đầu á thì có lẽ là chỉ là một first face và một vedette thôi. Nhưng mà sau khi mà trao đổi với các bạn, anh và Di Băng sẽ lựa chọn hai first face. Chúc mừng bạn Hồng. Em cảm ơn chị ạ. Và một cái first face thứ hai mà anh nghĩ là sẽ là một cái phối hợp tương đối lạ mà từ đầu chương trình tới giờ chúng ta chưa thấy. Chúc mừng Xuân Hùng. Wow. Thật sự là Hùng cũng như là Hồng thì đều rất là vui và rất là hạnh phúc. Đây là cái cảm giác lần đầu tiên Hùng làm bên phải. Rất là hạnh phúc. Mình nghĩ ban giám khảo muốn tìm đến sự mới lạ cho bộ sưu tập của chính mình, biết nên đã chọn mình. Rất là cảm ơn ban giám khảo đã lựa chọn Hồng để mở màn cho đêm chung kết. Ngay bây giờ thì sẽ là những sự lựa chọn đến từ nhà thiết kế Hà Duy với 6 thí sinh: Bùi Thị Thảo Phương, Bùi Quỳnh Hoa, Trịnh Văn Bảo, Phạm Xuân Hùng, Tuấn Anh và Kim Phụng. Xin chào tất cả các em. Các em có hồi hộp không? Hồi hộp. Có tự tin không? Tự tin. Đấy là cái điều anh chờ đợi đấy. Đầu tiên anh sẽ nói về cái tiêu chí chọn người mẫu của anh nhá. Đối với anh, một người mẫu ấy phải là một người có thể hình đẹp, một gương mặt đẹp phù hợp với cả bộ sưu tập. Điều tiếp theo, các em phải có cái sự biến hóa, phải có cái thần thái khi mà biểu diễn trên sân khấu. Anh sẽ đưa ra một vài câu hỏi và sẽ đưa ra một cái thử thách nhỏ. Cái việc mà một người mẫu khi mà biểu diễn một mình ấy, các em sẽ rất là dễ để thể hiện mình. Nhưng mà khi mà chúng ta có một đồng đội bên cạnh thì cái việc tương tác với người đấy để thể hiện cái bộ sưu tập làm sao cho nó đẹp nhất thì cái điều đấy anh nghĩ là nó sẽ khó hơn. Và trong bộ sưu tập phần này của anh sẽ là như vậy. Đầu tiên anh sẽ đưa một vài câu hỏi. Các em nghĩ tại sao mình lại được chọn là first face và vedette? Để mà được chọn vào vị trí first face hay là vedette thì đương nhiên đầu tiên là mình phải có kinh nghiệm, mình phải có kỹ năng trình diễn, có khuôn mặt phù hợp với bộ trang phục. Đối với vedette thì em nghĩ rằng đó phải là người mà có thể kiểm soát được toàn bộ cái buổi trình diễn đó. Và vedette có quyền biểu diễn khác với tất cả người mẫu khác không? Em nghĩ là có ạ. Có bạn nào muốn nói nữa không? Em nghĩ là thể hiện khác hay không, nhưng mà quan trọng là mình vẫn truyền được cái hồn và truyền được cái ý tưởng mà nhà sưu tập truyền đến cho khán giả. Còn bạn nào nữa không? Theo như em nghĩ, khi mà trình diễn là sẽ trình diễn theo ý tưởng của nhà thiết kế. Còn khi mà diễn vị trí vedette hay first face thì nhà thiết kế yêu cầu như thế nào thì mình sẽ diễn đúng theo cái yêu cầu của nhà thiết kế. Thật ra thì em nghĩ rằng là vị trí vedette riêng về cái bộ trang phục của các bạn thì thôi là nó đã khác so với tất cả các bạn còn lại khác rồi. Những cái mà cách biểu diễn khác của vedette cũng phải được sự đồng ý ngay từ đầu của nhà thiết kế. Chị nghĩ là chúng ta không nên hiểu nhầm hai khái niệm với nhau. Vedette được quyền diễn khác những người mẫu khác ở trên sàn diễn, chứ không phải là diễn khác với ý đồ của đạo diễn và nhà thiết kế. Chính vì vậy cái vị trí của các em vô cùng quan trọng. Anh hy vọng là tất cả các em sẽ hiểu điều đấy. Mục đích cuối cùng là có một show diễn thành công, giới thiệu với tất cả những khán giả những mẫu thiết kế đẹp và những người mẫu trên sân khấu với hình ảnh đẹp nhất. Thử thách tiếp theo mà anh muốn chúng ta sẽ đi cặp, chúng ta sẽ bắt cặp một cách ngẫu nhiên. Một bạn nam, một bạn nữ sẽ đi với nhau. Anh sẽ nhìn cái sự tương tác của các bạn như thế nào. Bạn Thảo Phương với cả bạn Tuấn Anh đi, Hoa với bạn Hùng. Còn hai bạn ở giữa sẽ đi với nhau. Ok. Sau thí sinh của chúng ta sẽ quay trở lại sân khấu ngay bây giờ ạ. Cảm ơn tất cả các em sau cái màn thử thách vừa rồi. Nhìn các thí sinh ở đây thì anh cảm thấy rất là khó lựa chọn. Tuy nhiên thì anh sẽ lựa chọn theo cái cảm nhận cũng như đánh giá và cái sự chuyên môn của mình. Bây giờ anh sẽ đưa ra cái lựa chọn của mình. Khoan, cho phép Giang được cắt lời anh Hà Duy một chút xíu. Thì Giang muốn hỏi anh Hà Duy một câu hỏi. Đó là khi anh chọn First Face và Verdes có nghĩa là họ thực sự phù hợp với bộ sưu tập cũng như là cái tinh thần của anh. Hơn nữa, vedette và first face là những cái tên bảo chứng cho cái tầm vóc của cái show diễn đó. Theo anh Hà Duy, quan điểm của anh thì vedette có nên có người nhắc nhở take care vedette không? Luôn luôn là phải có người nhắc nhở. Dạ đúng không? Luôn luôn đúng không ạ? Chính xác. Rồi, xong. Quan điểm là như thế đúng không? Chính nhưng xác. Sẽ có những lúc, có những chuyện các em không kiểm soát được. Và chị tại sao chị Giang lại nhắc lại chuyện này? Bởi vì các em sắp tới đây sẽ trở thành những vedette trong một chương trình truyền hình trực tiếp. Chị Giang muốn đưa câu chuyện đấy ra để cho tất cả các em thấy rằng
có những chuyện các em nghĩ rằng sẽ chắc chắn là sẽ có người nhắc hay như thế nào đó, nhưng cũng sẽ có những lúc có thể không. Nên chị Giang muốn truyền những em một bài học rất lớn, mà trong 5 tháng đang bước chân vào làng thời trang và đến ngày hôm nay chị ngồi ở đây, bởi vì chị đã có những cái bài học như thế. Chị muốn các em chủ động, luôn luôn chủ động, kể cả có người nhắc nhở hay không. Chị muốn các em theo sát đạo diễn chương trình, luôn luôn hỏi han tất cả mọi người và luôn luôn lắng nghe, luôn luôn chủ động để chúng ta đảm bảo một chương trình thành công nhất. Cái bài học đấy chị Giang mang ra ngày hôm nay, muốn tất cả các em ở đây ghi nhớ: khi chúng ta chủ động thì không một điều gì có thể cản bước chúng ta thành công cả nhá. Và một ngày không xa, một trong số các em cũng sẽ ngồi vị trí của chị và Kỳ Duyên đây ngày hôm nay. Cho nên hãy nhớ kỹ những cái bài học đấy. Một lần nữa chúc mừng cả 6 em. Hôm nay 6 em làm rất tuyệt vời. Cảm ơn các em rất nhiều. Tất cả những cái điều mà Hương Giang dạy các em thấy là hoàn toàn đúng và anh cũng thấy hoàn toàn đúng. Theo Hùng thì huấn luyện viên Hương Giang và anh Hà Duy ngồi đây là để rèn luyện và tìm ra cái vị trí xứng đáng nhất cho giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2018. Những lời nhận xét của chị Giang, theo như em thấy là chị muốn nhắc nhở chúng em là luôn luôn giữ được tính chuyên nghiệp, chủ động trong công việc để không xảy ra bất kỳ điều gì không hay trong quá trình làm việc cũng như là trên con đường sự nghiệp sau này của bọn em ạ. Anh sẽ đưa ra cái quyết định và cái sự lựa chọn của mình. Chúng ta sẽ có hai First Face và hai Verdes. Bạn Quỳnh Hoa và bạn Hùng sẽ là First Face. Còn bạn Thảo Phương và bạn Văn Bảo sẽ là Verdes trong bộ sưu tập của anh. Cả bốn bạn đều tin em. Chúc mừng huấn luyện viên Hương Giang. Sau khi mà em được chọn làm vị trí Verdes của nhà anh Hà Duy thì em cảm thấy rất là vui, bởi vì team Hương Giang thật sự đã rất là thành công ngày hôm nay. Và việc anh Hà Duy chọn 4 thí sinh của team chị Hương Giang thì Hùng nghĩ là hai người đã đến đây và đặt mục tiêu công việc lên hàng đầu, và đó là một điều đáng quý và đáng trân trọng. Và gấp rút hoàn thành để có một đêm chung kết thành công. Sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 21:15 ngày 9 tháng 9 năm 2018. Cảm ơn nhà tài trợ chính Hana Yuki, nhà đồng tài trợ Oppo và đơn vị hỗ trợ Elite Fitness đã đồng hành cùng chương trình.